Hey, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay buổi chiều rồi à, đi đâu cũng đi theo vậy. Hôm nay là buổi chiều mẹ mình có cô con gái nuôi ghé thăm, cho nên mẹ với chị đang bằng dịch ở trong nhà. Mình đi ra ngoài, mình đây mình thấy cái cãi vô đấy. Hồi mẹ mình nay làm gì? Cả món vịt khìa, vịt sim. Sẵn thì quay cho các bạn xem khu vườn vòng vòng một chút thôi. Hãy đi vô. Không giỡn mày. Không giỡn. Khi đậu bắp không gài gió, trời bão á các bạn. Gió nó thổi chốc gốc luôn nè. Rồi, đi đâu thì đi đâu nó cũng đưa đưa cái mặt nó vô cho nó kiểu như nó sợ bỏ rơi nó hay gì đó. Đi đâu nó cũng đi theo chứ. Nè, cây nó vấp, nó gió không này. Gió quá cái nó bị chốc gốc. Ngày mình lấy đất mình ném lại á mà nó vẫn còn bị chốc. Cái vài bữa phải làm một cái tháp cho nó. Tại vì mình trồng trong chậu á, nó dễ bị gió lớn, dễ bị bung lên lắm nè, thấy không? Cái này nó cũng bị vậy nè, mà cái này còn lấy mặt phù lù à. Cái đậu bắp này thì hôm bữa mình có gãi một xíu phân 16-8 16-16-8 để cho nó kích thích ra ra nhánh và ra hoa. Nè nó rau. Thường còn rau thì mình không có xài mấy cái phân đó. Mấy cái cây ăn quả mà cây hơi dài ngày một xíu thì mình sẽ xài mấy cái phân đó. Còn rau thì mình sẽ xài phân chuồng thôi, phân bò á. Trước khi xài mình phải ủ nó, ủ cho nó quay. Nó như, giống như mấy cái rau ăn lá nè, là mình không có xài mấy cái phân loại phân hóa học, mình xài phân xanh thôi, phân chuồng á. Còn mấy cái cây này thì mình sẽ xài phân để hỗ trợ nó. Sớm giờ mình mới đẩy ăn sao đất, đẩy đất ăn sao làm cho cái đường đi nè cho nó cao lên xíu để qua mùa mưa này xong cái là nó dẻ lại. Mình sẽ thiết kế lại cái khu cái đường đi này cho nó đẹp một chút. Hai ô kia thì đang dở dang. Hai ô này chắc mình định trồng là một dây, bên đây là bí, bên đây là dưa hấu để cho nó bò ra ăn chơi. Còn khu bên đây không ngày mưa quá, bên đây nó ngập luôn. Cải bẻ dúng nên nó già, nó ra bắp rồi nè, nhổ cây một vô là ăn đủ rồi. Còn rau muống mà nhổ qua ba đợt rồi bắt đầu nó có xuất hiện bệnh nè, những cái loại con gì trong đây nè. Đó, bây giờ cầm cái này vô. Hôm nay buổi chiều rồi, sớm giờ mình làm được một mớ. Hôm nay trời không có mưa, mưa hung cho nên làm được một buổi. Con gái ngang hông. Con gái ngang hông của mình đó mọi người. Mẹ mình có đủ hết trơn nè, em gái nuôi nè, con gái nuôi nè, có cháu ngoại đó. Có cháu ngoại bự rồi, gái ngang hông của mình đó. Để em hướng dẫn cho nội về cho mẹ. Có thằng trai sợ tới già để lên núi nên giờ nhận gái để mốt nuôi. Nó hâm nữa mà không nổi, để núi hoài nè.
Giờ nhận gái để nuôi. Nhận ai nhẹ cũng là... Ai dè mốt gái phụ đẩy lên luôn. Chắc gái đẩy không phụ đẩy à. Không á, con gái xách quần áo. Xách quần áo. Con trai đẩy. Đó đó, xách quần áo, hai chị em nó đẩy. Nay mẹ mình khè gì? Sim. Một nhỏ con cây cải kìa. Hết hồn không? Lát nữa mình lo. Mà nó ăn được cái búp ở trong à? Trâu quá à. Bò cào, quỳ sâu, rồi dưới cái này nó già nè. Phần này nó già. Chứ sâu là trong đây con bắt hết. Cái này sáng á, sáng sớm con bắt sâu á. Tối, em đi vào tối. Này, trong đây có bắp hết trơn rồi nè. Thái hoa. Bông. Nãy mới nói mạnh tạnh mưa đáng nắng, giờ mưa nữa rồi. Rồi, nay để tỏi vô. Giờ là mình đi ướp nè các bạn. Ướp thịt tới khìa. Ăn khìa là ngay mưa nữa. Ngon lành luôn. Gắt, gắt, gắt. Giờ ướp đắng khìa. Uống bột ngọt. Mà vậy chứ mà con làm gì mà không để bột ngọt mà chắc ngậm à. Mẹ để bột ngọt. Bột ngọt nó làm đánh lừa vị giác của mẹ. Nó không phải con ngon. Món này mẹ mình làm đường nhiều à? Có dừa, mẹ làm muỗng đường, nếu không có dừa phải làm đường nhiều. Thì khìa mà, phải cho cái đường nó ra. Đó đó. Mẹ để chút xíu nước mắm luôn cho nó thơm. Đó, giờ ướp rồi để cho thấm chút cái bắp lên. Chắc dừa à? Rồi thơm nha mẹ. Ừ. Đầm ra, đầm mới tướng. Nằm tướng hoàng thượng sang chảnh. Trời mưa trời gió cho mẹ cái bếp mới, bếp khe. Cái bếp này nấu là nếu mà mình nấu ăn mà trình độ nấu ăn của mình là khoảng dưới trung bình, mà mình nấu khéo thì mình sẽ được trên trung bình, phải không? Còn nếu mà mẹ nấu mà không khéo nữa là âm điểm luôn. Thì cái bếp này các bạn mình nấu lửa nó lớn á, cái mình như mình xào mình chiên này nọ cái nó đã lắm. Ấy hồng chưa? Văng văng ra ngoài luôn, cục nó văng ra, sống văng ra luôn. Rồi rồi, nó là chưa chín á, đưa thầy. Bếp nấu đã không ạ? Đã. Mà điều chậm trễ là không được chứ nó. Mày này mẹ chiên mà xào mà làm ghê lắm. Không được. Cái này là con chỉ nấu thôi, xào thì được. Rồi, chiên thì không được thôi. Không, chiên không được. Con xào kìa. Mẹ xào thịt bò hay thôi mực kìa mẹ xào mà. Thịt bò với mực mà nó chưa kịp ra nước là chín là nó mới ngon á. Rồi mà chiên được. Này mẹ chiên mà nước dừa. Chiên nước dừa. Rồi. Nó thấy không? Này mẹ làm chậm trễ là nó sẽ bị nó bị lên nè, thấy chưa? Coi nhiêu đây được rồi đấy. Yeah, khỏi cần nước lã thêm nữa. Có thêm nước ha. À, cháy dừa rồi nè. Còn đây là ông Bành Văn Lưu. Đó, nghe tên nè. Đó, không giống ai hết trơn. Giống con Lưu chứ giống ai? Phải biết nói giống con lu à. Trời ơi, con nằm coi kìa hơn. Nằm gác mỏ lên vậy đó. Khi xong con vịt là tối luôn. Hết thấy đường. Hết thấy đường luôn. Thấy không? Khi mà tự nhiên, tự nguyên một trái dừa mà nó... Nguyên một trái dừa, khỏi nước nôi gì nữa chân mày vậy nè. Ồ, nó vàng đẹp kìa không? Ngon lành luôn à, thơm phức luôn. Ủa cái đó mẹ ăn cũng được nữa hả mẹ? Cái nào? Chị Hương à? Ai cũng làm lấy này chứ. Đó là thường. Cái hỏng nước á. Nó giòn ngon lắm.
Thơm quá. Quá ngon. Đâu đi ăn nè. Không có lại đó. Không có lại cái quen. Lại cái quen đó. Đi ra. Chị chỗ khác nè. Không có hóng. Không có hóng hết. Chỗ ta làm đồ ăn là không có lại gì không? Không có lại, đứng mắt đuôi đi chỗ khác. Cạp vào đó cho lủng lỗ luôn đi. Con là con mà đồ gan hơn. Vậy cái mình đảo lại nữa hả mà. Ừ. Thấm lên từ đầu tới cuối luôn. Từ A tới Á luôn. Tối rồi. Ta thấy đường rồi. Bắt đèn. Khiền con vịt nè thiệt à. Nói mần không cũng lâu rồi. Lông còn quá mà. Ừ. Đó. Đem lên. Có hủ đó, thơm. Ngon. Có câu để ở đây là cho dảnh. Chào mọi người. Hôm nay có con gái mình đem vịt ra kìa. Rồi giờ chúng nhau mẹ con ăn, mời mọi người dùng với gia đình mình nha. Gái mang ngắn hồng, ngăn hồng của mẹ. Chào các bạn. Đây cháu ngoại của đây. Cháu ngoại đây. Đây. Cháu ngoại ngăn hồng. Chào con. Mắc cỡ. Mắc cỡ dữ lắm. Trời ơi, nào dòng đẹp gái không? Đẹp gái không? Biết mặn không à, rồi biết mặn ăn luôn. Đi con, ăn đi. Rồi. Mẹ phải trước tiên rồi, ăn đi con, gấp đi. Ăn gì con gấp ăn đi. Mời mọi người thưởng thức, hôm nay là hơi tối xíu. Mần hai mẹ con mần con vịt xong rồi, có tới khìa không hết luôn. Vịt lông quá. Vịt lông quá trời. Nó mần khoảng 2 giờ đó mẹ. Đó. 2 giờ. 2 rưỡi, không 2 có 2 rưỡi mẹ bắt nước lên. Hay gửi xong mần không tới ba mấy bốn giờ. Đấy. Xong khèn cái có tiếng mấy nữa. Ngon không? Kiểu như bé bị kiểu như điếc nặng. À. Nói cũng không rõ hả? Không được rõ tiếng. Nó hưởng hết trơn à, tội nghiệp. Hưởng hết. Chị hai đó. Chị hai đó. Có nước trà đứa gái không? Thịt nó ngọt, còn thì nó vừa ngọt ghê mẹ. Đó đó. Ăn với cải nhà chồng nào. Đúng ra cái này á. Là xà lách. Mà tại mình nhà mình trồng xà lách chưa kịp lên thôi, cái này nó nhiều quá. Lấy này ăn đúng ra là xà lách với dưa leo không cà chua chứ không phải dưa leo, cà chua là đúng bộ của nó, mà tại vì cải của mình nhà này nhiều thành ra thôi chế. Hỏi không có nghe, thì nghe cái miệng chế nhép mà trả lời thôi. Cấu hình rồi, cấu hình rồi. Ngon không? Ngon nó mày. Ngon không? Nói là ngon không? Ngon không? Thật đâu. Đi học không được luôn. Học lên được tới lên lớp mấy rồi. Lên qua đưa qua cái tập đó rồi cái ta cho mỗi năm mỗi lên. Chứ biết cái gì không? Mỗi năm mỗi lên. Tới lớp 6 mà bây giờ chú cái không biết. Nè, sao cho lên lớp? Nhà trường đưa qua thiết tập á, học bên thiết tập á. Rồi giờ còn cấp tiền mà thằng khá không? Còn. Ăn được mấy chậm? 500 à? Lấy dành nước thôi. Con chị Thảo cũng tháng cũng 500 mấy. Mà nó nặng á, nó người mà nhẹ 400 mấy à? Thằng bữa hôm hổm á, là bữa tính con cô mấy cô kêu đi làm giấy nó lĩnh tiền đó mà ông Duy nó lẫn rồi cái đưa biết tập không dạy nhỏ đó giỏi giống Duy mình chưa phải tầm lắm đâu. Duy cũng có đâu có á hồi là lên xuống đó học những năm quá hả? Không học đây mọi dạng đưa biết tập á thầy cô lắm à, học ở đây nhưng mà học chơi rồi đưa lên biết tập phải không? Ừ.
cũng như thầy cô mà tổng cái lượng không ra không có trên, nó không có kỹ lực như thầy cô thời dạy học sinh được á, cũng như này nói nhỏ là thất bại đó. Đang ra cắt cho mình cái giấy, có em là giấy chứ đẹp gái mà vậy á. Vô bà tay bà tiêm nói hoài vô nằm bóng máy nói vậy năm thấy năm sót còn nó nằm không biết gì cho mình giúp con chưa mà bóng máy vậy không đeo một cái tay thì hết hết tiền tiền này họ đeo kiếm tiền đi mua máy rẻ quá. Mua có 16 ngàn, 16 triệu. Ù quá, nó ù quá. Là mua một cái máy 16 triệu. 16 triệu á. Ù hả? À, làm sao? Người ta cái mấy chục triệu nữa, tại không có tiền rồi mua đỡ đó. Đó. Nhưng mà thấy mấy người mà bị cắt cái gì thanh quản lên đó. Nó nói chuyện là phải đưa cái máy vô đây nè, chạy bà bè, nó mới ra tiếng. Cái gì ngộ à? Là mấy người đó. Nó bị bệnh chứ không phải là bị máy. Cái đó bệnh. Bệnh cắt dây thanh quản luôn. Là cái dây mà mình nói chuyện nó vô rung rồi. Đưa mỗi lần máy là đưa máy nghe là. Máy nó máy gì? Chứ máy gì? Máy kiểu máy phát âm nha. Mình nói chuyện là máy nó đi phát đưa ra rồi. Ngoài bới. Còn nếu mà, nhưng mà mình nói bình thường như là mình miệng mình nhép mà thôi nhưng mà không ra tiếng. Có máy nó bây giờ tiếng. Máy không ra tiếng. Ra toàn thế này. Cứ ra qua ăn đỡ ngán. Ăn nhờ rau. Này ăn nhờ rau. Ăn cộng rồi, cộng bao giờ? Tại nãy ấy đó. Là cộng rồi. Cộng rồi đúng không? Nó ăn rồi. Giờ ăn bảo đảm không? Ừ. Sợ. Trời đất nó lên như vậy à? Ừ. Trồng rau cần ô, cần ô mà trồng lộn rau cái thìa là nó đưa lộn mình hả? Nó ngô đúng mà trồng lộn. Nè nè, nè nè, chị chửi lên nhiều chút. Giờ nè nó hầm nó hai chị em nó hợp đồng với chị nó không biết chị nó biết làm sao rồi nữa. Chị nó là hợp tác không nên đổi hả? Con gái không nên đổi hả? Chết đồ. Không chết đồ. Không khác à. Không khác kìa. Chị không chịu khác kìa. Giống như hài gì đó. Hài gì? Hài Quỳnh Linh đó. Quỳnh Linh đó. Đó thằng nhỏ tên gì? Con cũng coi mẹ đâu không mà đó hay mẹ chứ. Coi mẹ mắc cười quá. À, mắc cười. Ừ.